Ok, theo anh em hôm nay mình sẽ qua thử về mặt DH thôi. Sao vậy? Rồi mình đã xong, giờ mình sẽ để cấp độ bằng thơ. Đây là, thôi từ từ mình đi cũng được, cũng chôn cả chứ. Mình quay cùng với ông Việt nha, mà ông Việt ông nào mình đã biết được. Hôm nay mình sẽ bớt kỹ thuật vậy tí. Chơi game mình ăn hàng kỹ thuật quá. Bớt tắt. Mình bớt chấp gì đâu. Giờ mình xài cái đó là ngon rồi á. Mẹ. Rồi xong. Đúng quá. Để đó đó mình có đủ không được cũng đâu mình chỉ đủ cái này mình quen thôi mình giảm tiếng nhạc xuống rồi nên em thấy hơi nhỏ để mình xem trong chiếc BD này làm sao lúc này ông đi đâu rồi mắt đi nào nhau à à sao à giáo chủ thôi chạy vào đó thôi chơi nhau à có thả gì ta mày chạy với tao tôi đừng chết âm hơi nhỏ không cảm à trời ơi bời ơi bời ơi giờ tù ở đi bời ơi với tao à bời ơi với ai với tao mà sai lầm giờ tù ở bố bây giờ như cắt vậy các bạn có thể bạn nên để các bạn nhà để các bạn có thể tìm dễ hơn mình sẽ qua cướp
Đi cướp bằng đại nó xuống. Mình không phải mình không ông tắt hát được vì mình quay sai rồi đổi lại khó. Mình hơi nhỏ. Đù, mát này không có bóng người luôn. Bóc vậy. Mình đi xem vào viết đây. Ui ui ui, bại rồi anh ơi. Chạy nhanh quá, kiểm soát không được tốc độ. Tên một người bắn gì cũng cắt được. Bắn làm như mình thúc một phát nổ luôn cái nó bay luôn. À đạn à. Ít người chơi khó bấm rồi chết tôi rồi đời kia thằng kia nó làm leo vậy cái xà tôi nó bị khùng à mẹ xuống chân nó luôn xả đạn của tao xả đạn của tao xả đạn xả đạn xả đạn xả đạn xả đạn tao xả thấy ai xả đạn người hơn nó đủ gì xả đạn của mình đúng rồi đập vô đó đúng rồi bang đúng rồi ai lắm mình ơi tốc độ bắn rồi xả đạn luôn chơi ngu rồi chơi tốc độ bắn thời cũng xả đạn luôn chết không chạy xuống được
Và ok, nếu các bạn thích clip này đừng quên cho mình like và share, đừng quên đăng ký nha. Cảm ơn các bạn ủng hộ. Bye, see you again.